Vâng, em xin chào các anh. Nay thì em lại lên tiếp cho các anh ở đây một bộ dàn của Onkyo. Con này là con mã là FLX9, loa nó về kèm với cục nó là N9 nhé. Hàng bãi nó về thì thường nó cứ bó cục với cả loa vào một chỗ, thì nhiều khi nó về nó sẽ là đấy, như thế này. Đấy, loa thì là N9, còn cục là X9 nhé, bó nó về là như vậy. Đấy, và nó đây, cái căng của loa đây nhé, đằng sau đấy nó hơi gãy này, thì các bác về quá trình vận chuyển nó về nhiều khi nó không tránh được thì về các bác gắn lại nhé. Đấy, hoặc là bỏ cái căng đi thì tùy, vì thực ra cái căng này thì nó cũng chỉ là để che bụi thôi. Đấy, còn mình bỏ cái căng ra nhìn thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều này, các bác thấy không ạ? Nó quay ra nó đẹp hơn rất là nhiều nhé. Thì con này thì là hiện tại là em test là CD vẫn đang đọc bình thường các bác nhé. Đây, dựa ra vào bình thường và đọc bình thường. Đấy, và nó đọc cả đĩa tự ghi luôn nhé. Đấy, còn ở đây là em cũng xin nói luôn từ đầu là em bán các cái bộ dàn này em bán chủ yếu là 3 triệu công suất để về cắm máy tính điện thoại. Và con này có đường quang thì mình có thể cắm được qua TV nghe nhạc, nhưng còn CD em ở đây là em test thêm. Đấy, test thêm cho nó vui đây. Đấy, con nào nó còn chạy thì em báo lại cho các bác là còn chạy. Đấy, còn về các dùng khi nào hỏng thì mình bỏ nhé. Đấy, lấy bài ở đây này. Bộ này thì nó loa N9 nó đi kèm thì tiếng bass thì chắc chắn là khẳng định với các bác là rất là hay rồi. Đây nhé. Bass nó đánh rất là sâu mềm nhé. Đấy, trung âm và chép rất là sáng. Đấy. Nhìn chung con này là bass nó đánh ra bass chép ra chép chung vào chung luôn và nghe rất rõ nhạc cụ nó thể hiện. Đây. Bây giờ xin mời các bác nghe một đoạn chất âm của cái con X9 này qua cái chức năng là CD nhé. Trong quá trình đấy thì xin mời các bác chúng ta là xem cái quá hình của loa và cục luôn nhé. Đây, em quay các góc cạnh cho bác xem luôn. Cho nhiều rồi lại quên, anh biết tin ai bây giờ. Ngày còn đây, người còn đây, cuộc sống nào chờ. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sao em xa nhau rồi? Thiên đường thôi lỡ cho thần tiên chấp cánh, xót đau người tình sĩ. Ok, thì đấy là cái chất âm của nó qua cái chức năng CD nhé. Đấy, thì còn về kết nối điện thoại máy tính thì các bác sẽ kết nối như sau cho em này. Ở đằng sau cái dàn này chúng ta sẽ thấy là nó có rất nhiều cái đường vào đúng không ạ? Đấy, thì cứ đường in các bác cắm nhé. Cắm đường in nào thì nhớ đi tên đường in đấy. Ví dụ tape in thì các bác cắm là các bác cắm là tape in này, thì các bác phải chuyển đứng trước mặt là tape này. CR in thì phải chuyển về CR in này, Na in chuyển Na in này, ok không ạ? Đấy. Ok không? Na in thì vào Na in nhé. Còn đây là đường in của digital đây. Đấy. Thì các bác sẽ cắm đường quang vào đây. Ok không ạ? Cắm quang vào đây nhé. Đấy.
Và bây giờ em sẽ mời các bác nghe một bản nhạc guitar không lời đi. Đấy, các cái bản nhạc không lời nó sẽ có nhiều nhạc cụ hơn là mình có thể nghe thể hiện rõ nét được các cái chất âm của loa. Đây nhá, thì đây là một cái bản nhạc và nó sẽ có nhiều nhạc cụ đấy. Thì đi có sữa. Các bác thấy anh em mà đời sống cao không? Có máy pha cà phê nhé. Vừa nghe nhạc lại vừa có ly cà phê nhấm nháp. Đây là một chiếc máy nét cà phê nhé. Máy pha nét cà phê. Vừa nghe nhạc và ngửi tiếng mùi cà phê mà thấy là sướng rồi. Thơm quá các bác. Kể ra mà cái này của em công nghệ 4D mà thu được cả âm thanh, nhìn hình ảnh 3 chiều xong rồi có cả mùi vị thì tuyệt vời các bác ạ. Đấy nha các bác thấy không? Bộ dàn nó cho cái tiếng guitar đó rất là rõ nét. Và các cái nhạc cụ nghe nó rất là tách bạch, nó không bị đất vào với nhau, nghe rất là hay. Đấy. Thì đấy là về kết nối đường điện thoại nhá, được kết nối đường quang này, các bạn ấn input ở đây chuyển sang đường digital nhá. Em hỏi sao nay chúng mình thành đôi như lúc trăng vời để rồi lại đây thì tương lai đó có ok nha, con này nghe cả được cả đường quang ngồi quê rồi này. Còn cái MD không biết nó còn chạy không, để thử phát nhé. Hy vọng cái MD nó sẽ chạy. Nếu cái này MD nó chạy nó thì hoàn hảo luôn, thì con này nó chạy full chức năng luôn. Mới đây này đọc hơi nâu nha các bác. Khả năng cao là nó sẽ không đọc đĩa. Vì bình thường ra là những cái con máy khác thì là đến cái tầm này là nó đã phải đọc xong và đã báo bài rồi. Nhưng con này thì nó không, mãi nó chưa reading xong. Ok. Coi như là cái đĩa MD không chạy. Đấy. Thì đây là tình, đấy là bộ dàn Onkyo FLX7, FLX9 các bác nhé, X9 là đời 9. Bộ này nghe nhạc thì cực kỳ phê luôn. Đấy. Giá thì tình trạng là có thể kết nối đường quang được điện thoại và CD có chạy, MD không chạy. Giá của bộ này nhé, X9 này này. Ngoại hình các thứ nó như thế nào em quay hết cho các bác rồi nhé. Thì giá là đi bộ này là đi 2.700.000 nhé. Bác nào đang có nhu cầu mua thì alo cho bên em. Số điện thoại liên hệ là 0966 594 581 hoặc là 0979 891 682 các bác nhé. Đấy, số điện thoại liên hệ là hai số đó nhé. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em. Đấy.
2.700.000 là gồm có một cục này với đôi loa với lại dây loa nhá. Lại còn thôi được rồi, cái này chiều nay chủ nhật tặng tiếp các bác là một cái combo quà tặng luôn đi nhá. Bác nào lấy bộ này nhá sẽ được tặng kèm là một dây quang, một đổi nguồn nhá, một dây quang, một đổi nguồn và một dây điện thoại. Về cắm đầy đủ được điện thoại, máy tính, rồi cắm được đường quang TV và về phát là cắm điện sử dụng được luôn nhá. Con này là điện 100V, các bác lưu ý nhá, là phải dùng có đổi nguồn. Thôi em tặng các bác cái đổi nguồn luôn đấy, tặng đổi nguồn, tặng dây quang, tặng dây điện thoại, luôn tặng dây loa luôn đấy. Tóm lại là đủ một bộ phụ kiện để về các bác sử dụng được luôn nhá. Đấy, on cửa FRX9 giá là 2.700.000 nhá. Ok, em xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng.